Chào các bạn, hôm nay Lisa cho các bạn đi đi du lịch nhá. Đi ngắm cảnh đường phố, trời hôm nay cũng hơi lạnh lạnh nhưng mà có nắng. Cho đi ra chợ. Chợ này là chợ Việt của Lisa, mời các bạn đi du lịch. Hôm qua Lisa có trước hết là chào các bạn nhé. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày được may mắn và vui vẻ. Hôm qua Lisa có nghe xem một cái clip của một cái người ở bên Mỹ. Lisa hay xem cái những cái clip đấy lắm. Tại vì người đó nói toàn những cái chuyện giống như thực tế ở bên Mỹ đó, để cho mọi người rút kinh nghiệm, hay là mọi người nào mà chưa tới Mỹ thì có thể là mình học hỏi. Cái đấy rất có lợi cho cộng đồng người Việt Nam hay là những cái người mới tới đó. Thì nhưng mà Lisa xem một thời gian rất là lâu rồi mà thấy hôm qua xem được cái clip của cái ông đó nói là bị đe dọa, bị cái bọn nào nó đe dọa đến gia đình nhà ông rồi này kia các thứ. Nên xả cảm giác cái bọn này nó bị thần kinh rồi, không biết nó đấu tranh cái kiểu gì hay là cái gì. Người ta nói toàn những cái tốt, những cái hay, những cái thực tế để cho thiên hạ mọi người biết được cái cuộc sống ở bên này như thế này, có hoàn toàn không thấy ông nói về cái gì về chính trị cả, thế mà cũng đe dọa ông ấy. Thì lấy giả chẳng hiểu là những cái người đó đấu tranh cho cái gì. Thật là buồn cho những cái người đó. Các bạn ở Việt Nam thử suy nghĩ xem, nếu ví dụ như là mình mà có được những cái đa đảng hay là dân chủ hay là cái gì mà có mấy cái thằng khốn nạn như thế thì các bạn nghĩ sao? Những cái, một cái chế độ, một cái đất nước tự do đang sống nhờ, đang sống ở trên cái đất nước của người ta mà suốt ngày mồm thì tuyên tuyết ra nói dân chủ mới lại tự do, rồi trách móc người cộng sản, chế độ cộng sản là độc tài, là không cho nói, không cho tự do. Vậy mà người ta nói những cái tốt, người ta nói những cái kinh nghiệm cuộc sống người ta nhìn thấy, thì chúng nó lại đe dọa người ta. Thì nên sao cũng chẳng hiểu là chúng nó là những cái loại người gì. Cho nên các em, các cháu, các bạn và tất cả mọi người ở Việt Nam á, nếu mà xem những cái đấy thì hiểu được rằng là nếu mình có một cái lũ dân chủ như thế thì liệu đất nước nó có con người được có được tự do không? Chính ở nơi này không phải chúng nó cầm quyền đấy, vậy mà chúng nó còn như vậy. Thì Lisa thử hỏi các bạn xem là nếu ví dụ chúng nó được cầm quyền, chúng nó có tự do, chúng nó có cho mình tự do không? Hả? Cho nên là nhiều khi chả muốn lên đây nói đâu, nhưng mà nhiều khi tức quá. nhìn thấy chúng nó như là lũ điên ấy, lũ thần kinh. Nên chẳng nghĩ rằng ở bên đấy chắc nhiều người khổ quá hay sao ấy. Cho nên người ta không cần đến cái tính mạng, đến cái sự an toàn của họ. Tại vì khi một người ấy, người ta thất bại ấy, hoặc là người ta cô độc, cô đơn, rồi người ta sống, người ta chán trường quá, cho nên người ta cứ tức thù hận. Tại vì người ta sang đó người ta không được toại nguyện á, cho nên người ta thù hận cái chế độ cộng sản ngày xưa, rồi người ta đe dọa người khác đến tính mạng người khác.
bởi vì nó không coi bản thân nó là cái gì, cho nên nó mới, nó không tôn trọng đến chính bản thân nó, cho nên nó mới đe dọa người ta, hoặc là nó muốn đánh, muốn chửi người ta. Tại vì ở đó có pháp luật mà, nếu mà làm những cái chuyện gì thì chính bản thân nó cũng chẳng chẳng được tự đàng hoàng, chẳng được tử tế, nó sẽ bị đi tù hay là cái gì đó. Thì chứng tỏ là chính bản thân chúng nó quá quá chán rồi, quá khổ rồi, cho nên nó mới như thế. Thì có thể là Lisa nghĩ rằng những cái người đó ấy, người ta ngày xưa làm lính rồi được ăn này ăn kia, cũng giàu có ở Việt Nam, cho nên đến bây giờ sang đây khổ quá bắt đầu mới thù hận. Chứ thực tế cái chế độ ở Sài Gòn ngày xưa cho dù có giàu như thế nào thì làm sao được bằng được Mỹ, bằng được Úc, bằng được những cái nước tư bản khác. Thì chúng nó được sang đây chính ra nó phải cảm ơn cộng sản chứ, nếu không có cộng sản vào ấy thì làm sao chúng nó được định cư ở những cái nước này, đúng không? Hiện tại bây giờ cũng có thể ai có nhiều tiền ấy cũng có thể là định cư ở Mỹ, ở Úc, di dân sang đây. Nhưng mà phải mang thật là nhiều tiền sang đây, rồi có công ăn việc làm hay là có nhiều tiền thì người ta mới cho vào đây. Tại vì cũng có cái lợi cho cái những cái nước tư bản này thì nó mới cho mình vào, đúng không? Thì Lisa nghĩ rằng á, cái thời xưa ấy, cái thời Cộng Hòa ấy, cuộc sống thì chiến tranh khổ sở, cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa cũng đâu bằng được nước tư bản đâu, hiện nay đâu. Các ông các bà sống ở bên này sướng hơn cái thời xưa các vạn lần, đúng không? Thì tại sao lại thù cộng sản? Không có cộng sản làm sao các con các cháu các ông được sung sướng như bây giờ? Đã chắc gì ở Việt Nam mà cái thời đấy các ông có nhiều tiền đấy nhưng mà có sướng không? Nó nói thật một câu là như thế đi. Cho nên là nhiều khi những cái người đó mới nể hơn nữa, không biết cái đấu tranh cái kiểu gì, mồm lúc nào cũng đòi hỏi tự do, thế nhưng mà lại không cho ai tự do, thế làm sao? Thế có phải là trái khuấy không? Nhìn nó chán quá. Mình lái xe buồn lên đây ngồi nói chuyện chia sẻ với các bạn. Thế Lisa cũng cho các bạn hiểu rằng đó, nếu mà những cái người ở Việt Nam á mà nghĩ rằng chính phủ Việt Nam là độc tài ấy, thì các bạn thử suy nghĩ xem có đúng không? Đây là cái đất nước tự do đấy, đâu có ai cho mà chúng nó đâu có cho mình nói đâu đấy. Đây bây giờ Lisa đang ra cái chỗ của người Việt Nam đây, thằng nào ra đây mà chọc thủng xe tao này, mày là bọn chó, nó đe dọa cả Lisa. Lisa đâu sợ nó. Mình một thằng nó chọc thủng xe mình không sao, nhưng mà mình sẽ cho nó cả lũ cái bọn chống cộng ấy, chết mẹ nó. Chúng mày thằng nào ra tao ra săn ô bẩn đây này, thằng nào ra đây mà chọc thủng nó xe tao đi, giỏi ra đây. Đây này, tao đang ra săn ô bẩn đây này. Chúng mày chỉ được cái lỗ mồm với mẹ già ông vặn cho một cái rụng mẹ nó hết răng rơi, không biết nhặt tìm không được luôn. Đây là San Open các bạn, cái nơi mà chúng nó bảo là Lisa mà lái xe ra đây là nó chọc thủng lốp xe rồi này kia các thứ. Thằng nào giỏi ra đây, tao đang ngứa tay đấy. Ô bọn chó chết, đe dọa người này đe dọa người kia, mình không làm được cái tích sự gì. Hôm nay có chợ Tết này, hôm nay tổ chức chợ Tết ở San Open. Ôi trời ơi, đây Lisa lát nữa đi ra quay cho các bạn xem mà tại sao có cái này. Còn có cái bà nào bảo là bỏ Tết Việt Nam. Đây, ở đây là Úc nhá. Người ta ăn Tết đây mà sao cứ phải làm hội chợ Tết Việt Nam làm cái gì? Sao không ăn mẹ Tết ta đi?
Đấy, người ta làm ra như vậy, người ta chúng nó làm như này, chúng nó có lời đó, các bạn biết không? Rồi nó cho thuê chỗ, rồi nó mỗi một gian hàng nó lấy bao nhiêu tiền của người ta đó, một năm một lần hay là cái gì đó, nó lấy bao nhiêu tiền của người ta rồi nó được lời. Trời ơi, thế này đến bao giờ mới đậu đỗ được xe đây? Wow, nhiều xe quá. Thôi không đỗ đây đâu, đi chỗ khác vậy. Trời ơi, đông quá. Hôm nay hóa ra là hôm nay là chợ, hội chợ Tết. Người ta làm hội chợ Tết rồi làm sinh Christmas là cái gì nhỉ? Christmas là gì? Là cái gì ngày 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 Chúa ra Giáng sinh, ngày Giáng sinh ta làm Giáng sinh rồi làm mấy này làm mấy kia. Trời ơi hôm nay không có được ôi, chỗ không có chỗ đỗ xe rồi này, đến bao giờ ra mua ít đồ về nấu cơm mà. Rồi mua ít, mua thức ăn về nấu cơm. Hôm nay quên mất, hôm nay là ngày chợ Tết. Rồi đứa bạn, thảo nào đứa bạn nó gọi